Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các em học sinh lớp 12 yêu quý. Chắc hẳn là bây giờ chúng ta đang có áp lực rất lớn trong việc học tập và thi cử. Vậy thì nhằm mục đích giúp cho chúng ta giảm bớt phần nào lo lắng trong thi cử ở năm lớp 12 này, thì Vietjet đã cho ra đời hàng ngàn bộ tài liệu kèm với hướng dẫn chi tiết về lời giải. Bên cạnh đó thì bên cô cũng cung cấp hàng ngàn bài giảng online, video quay để phục vụ cho chúng ta. Vậy thì từ bây giờ, cô Hà Nguyên sẽ xin phép được đồng hành cùng với tất cả các bạn học sinh để hướng dẫn các bạn xử lý các bài tập trắc nghiệm theo từng bài học trong chương trình hiện hành. Và để không để cho chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa, thì chúng ta sẽ làm quen một chút với mô hình của cô ngày hôm nay. Đó là với từng bài học, từng chương học thì cô sẽ cung cấp cho chúng ta là 10 bài tập trắc nghiệm theo từng mức độ và sẽ hướng dẫn chúng ta xử lý các bài tập này. Thì nếu mà chúng ta học tập được tốt qua các cái video của cô thì chắc chắn là việc thi cử của chúng ta sẽ không còn là một áp lực quá lớn, đúng không? Đấy. Vậy thì không để các em chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện các bài tập luôn nhé. Thì với thời lượng của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chương đầu tiên, bài đầu tiên. Đó là chương 1 của giải tích, ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. Đạo hàm thì chúng ta được học ở chương cuối của lớp 11 rồi. Đến bây giờ lên lớp 12 mà chúng ta thường được nghe là ở lớp 11 các thầy cô dạy đạo hàm quan trọng lắm, các em học cho kỹ vào, không lên lớp 12 là toang đấy, đúng không? Đấy. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài đầu tiên là sự đồng biến và nghịch biến của hàm số. Nhắc đến đồng biến này, nghịch biến này thì ta biết ngay đến là kiến thức này mình được học từ sơ khai là từ lớp 7 này, kỹ hơn là từ lớp 9 và lớp 10 mình cũng được học này. Lớp 11 cũng vậy và bây giờ lớp 12 mình sẽ học kỹ hơn. Đấy. Và quan trọng ở đây là mình sử dụng cái anh đạo hàm mình đã được học ở lớp 11 để mình giải quyết cái tính đương điệu của hàm số này, hay là đi khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. Nói nôm na một cách dễ hiểu ấy thì anh đồng biến thì là gì nhỉ? À, đồng là cùng này, biến là cái anh biến của chúng ta, đúng không? Biến là anh hàm số ấy, là cùng tăng hoặc là cùng giảm. Còn anh nghịch ấy, là trái ngược nhau, là một anh tăng thì một anh phải giảm, đúng không? Đấy, nói nhiều như thế nhưng cái quan trọng là chúng ta sẽ phải giải quyết được các bài tập và hiểu rõ được lý thuyết, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào ngay vào bài đầu tiên này, một bài cơ bản. Và đối với chuỗi bài tập này thì cung cấp 10 câu trắc nghiệm với mức độ là nhận biết, thông hiểu thì từ dễ đến khó. Hy vọng chúng ta sẽ làm quen với cách dạy này của cô nhé. Rồi, bây giờ chúng ta xem bài đầu tiên này. Người ta cho hàm số y bằng fx đồng biến trên d và x1, x2 thuộc d mà x1 lớn hơn x2. Khi đó thì fx1 lớn hơn fx2 hay là fx1 nhỏ hơn fx2 hoặc là bằng, hoặc là lớn hơn, hoặc bằng, đúng không? Vậy thì bây giờ mình phân tích đề bài một chút này. Trước khi làm bài tập mình phải đọc kỹ đề rồi phân tích đề bài một chút để mình hiểu xem là yêu cầu của người ta là ra cái gì, từ đó mình mới chọn được đáp án chính xác, đúng không? Đấy, mà đặc biệt là trong phần trắc nghiệm này, trong đề thi thì có 50 câu, mà 50 câu thì vai trò của mỗi câu là ngang nhau, mỗi câu cũng chỉ có 0,2 điểm thôi, cho nên là câu dễ hay là câu khó thì chúng ta cũng sẽ phải làm cẩn thận, đặc biệt là từ câu dễ trước, tránh để mất điểm của những câu dễ nha. Đây, hàm số y bằng fx này, cụm từ quan trọng là chúng ta gạch chân này, đồng biến này, trên d, d này là cái gì nhỉ? À, d này chính là cái tập xác định mà chúng ta thường gọi là tập xác định, đúng không? Có nghĩa là đây, đồng biến trên một cái khoảng nào đó hay trên một cái đoạn nào đó, khoảng hoặc là đoạn nào đó, đúng không? Mà với hai cái anh x1, x2, hai cái giá trị này là thuộc cái khoảng, cái đoạn mà cái hàm số này đồng biến, với điều kiện là x1 lớn hơn x2. Thì khi nào nhỉ? À, đồng biến là cùng, cùng tăng hoặc cùng giảm. Mà anh x1 lớn hơn anh x2 thì hiển nhiên là cái hàm số của chúng ta cũng sẽ phải là tăng lên, đúng không?
thì anh Y1 của chúng ta cũng sẽ phải lớn hơn anh Y2 đúng không? Hay nói cách khác, đó chính là anh Fx1 sẽ phải lớn hơn anh Fx2 đúng không? Cái anh Fx1 và anh Fx2 này, hay anh Y1 và anh Y2 này chính là gì? Chính là cái giá trị của hàm số này tại x1 và tại x2. Và khi x1 lớn hơn x2 thì hiển nhiên fx1 sẽ lớn hơn fx2, do cái anh này là đồng biến. Đấy, do đồng biến thì ta mới có được điều này. Còn nếu nó nghịch biến thì như thế nào nhỉ? À, nếu mà nghịch biến ấy thì ta có cũng là đề bài như này, thay từ đồng biến bởi từ nghịch biến thì nó sẽ ngược lại, nó sẽ đổi dấu là anh fx1 của chúng ta sẽ nhỏ hơn anh fx2. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đây là kiến thức cơ bản nhất về tính đơn điệu của hàm số. Vậy chúng ta chọn ngay đáp án A nhé. Bài tập này thì đối với chúng ta làm quen rồi thì chỉ cần là bao nhiêu nhỉ? 15 giây để đọc đề, 5 giây để chọn đáp án, rồi 5 giây để tô đáp án là xong đúng không? Đấy, tầm từ 25 đến 30 giây là ta đã giải quyết xong câu 1 này. Ok, cô giải thích thì cô sẽ giải thích kỹ hơn cho chúng ta, phân tích rõ hơn để chúng ta hiểu. Còn đối với chúng ta làm bài làm quen rồi thì làm rất là nhanh. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu 2. Câu 2, đề bài cho hàm số fx có đạo hàm trên R. Có nghĩa là hàm số này tồn tại cái đạo hàm, có đạo hàm ở trên tập số thực của chúng ta. Nếu hàm số fx đồng biến trên R thì đồng biến thì sao? Thì A là f'x0, f'x lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. B là f'x bằng 0 với mọi x thuộc R. C là f'x bé hơn 0 với mọi x thuộc R. Và D là f'x bé hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Vậy thì ở câu 2 này đáp án A, B, C hay là D nhỉ? À, thì chúng ta lại quay lại phân tích cái anh đề bài một chút này. Đây, có đạo hàm trên R và cũng là đồng biến. Mà đồng biến thì bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng cái anh đạo hàm để giải quyết cái sự đồng biến, nghịch biến của hàm số này. Thì chúng ta nhớ lại lý thuyết giúp cô, đó là nếu cái anh fx này mà có đạo hàm trên tập, trên một tập hoặc là trên một khoảng, cụ thể ở đây là trên tập R ấy, thì cái anh f'x này, cái anh đạo hàm của anh fx này thì sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Chúng ta sẽ phải chọn đáp án A. Đây là một câu lý thuyết thông thường thôi. Nhớ nhá, nếu mà đồng biến thì cái anh f'x này sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Còn nếu mà nó muốn nghịch biến ấy, thì nó sẽ phải nhỏ hơn 0. Anh f phải nhỏ hơn 0. Cho nên chúng ta phải nắm kỹ này, là hàm số fx mà có đạo hàm ấy trên một khoảng hay là trên một tập nào đó, trên khoảng hay là trên tập nào đó, thì cái anh f'x của chúng ta ấy mà lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R ấy, thì cái hàm của chúng ta là hàm fx thì sẽ đồng biến trên R. Đồng biến cô viết tắt trên R này. Đấy. Và nếu có anh f'x mà nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc R ấy, thì cái hàm số của chúng ta sẽ là ngược lại, sẽ là nghịch biến trên R. Đấy, nắm kỹ cái lý thuyết này để chúng ta vận dụng vào thực hiện các bài tập giúp cô. Vậy thì câu 2 và câu 1 đơn giản là các bài tập lý thuyết thôi, không khó khăn. Chỉ cần hiểu kỹ, nắm vững là chúng ta có thể giải quyết được hai câu này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu 3 này. Cho hàm số fx vẫn là một hàm số y bằng fx. Có đạo hàm, đây người ta cho đạo hàm của hàm số này rồi, f'x bằng 1 với mọi x thuộc R, thì mệnh đề nào sau đây đúng? Mệnh đề nào sau đây đúng? A, B, C hay là D? Ở các câu đáp án này thì người ta so sánh giá trị f1 và f2, có nghĩa là muốn cho mình xem là biết được là giá trị của hàm số này, giá trị của hàm số y bằng fx này tại x bằng -1 và x bằng 2 là cái anh nào lớn hơn hay nhỏ hơn hay là bằng nhau. Vậy thì bây giờ chúng ta quan sát lại đề bài này. Người ta cho f'x bằng một giá trị cụ thể. Vậy thì mình lại vận dụng kiến thức mà chúng ta vừa học ở bài 2 này đúng không? Ở đây f'x của chúng ta bằng 1, hiển nhiên 1 thì luôn lớn hơn 0. Ok,
cái này đừng bạn nào hỏi cô nhá, một hiển nhiên lớn hơn không rồi đấy, mà lớn hơn không này với mọi x thuộc r đúng không đấy, lớn hơn không với mọi x thuộc r hay là f phẩy x lớn hơn bằng không với mọi x thuộc r thì chính là cái anh ý này đúng không. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra ngay là hàm số fx của chúng ta là đồng biến trên r đúng không, áp dụng ngay kiến thức vừa học ở bài 2, hàm số fx đồng biến trên r. Mà hàm số này đồng biến rồi thì khi đó x1 của chúng ta chính là bằng anh -1 đúng không, anh x2 của chúng ta là bằng anh 2 đúng không, -1 thì hiển nhiên là bé hơn 2, thì từ đó chúng ta sẽ suy ra ngay là anh x1 bé hơn anh x2 đúng không. Mà đồng biến rồi, có x1 bé hơn x2 thì chúng ta sẽ suy ra ngay là fx1 sẽ phải là bé hơn fx2. Đấy, do nó đồng biến này thì ta có được điều này. Cái kiến thức này thì chúng ta lại học ở bài nào? Học ở bài 1 đúng không? Hiển nhiên là -1 và -2 này, -1 và cái anh 2 này thì chắc chắn là nó phải thuộc cái anh tập xác định của nó là anh R rồi, vì đồng biến trên R mà. Thì x1 nhỏ hơn x2 thì fx1 nhỏ hơn x2, nhỏ hơn fx2, mà nhỏ hơn rồi thì là f1 của chúng ta, f1 của chúng ta sẽ nhỏ hơn f2 đúng không? Thì đáp án của chúng ta phải là câu B, đáp án là câu B. Vậy thì bài 3 này là chúng ta vận dụng kiến thức lý thuyết học từ bài 1 và bài 2 này. Đấy, nắm vững lý thuyết mà nhìn qua bài 3 phát là chọn ngay được đáp án B. Rất là đơn giản thôi. Ok. Tiếp theo, nâng dần cấp độ lên một chút, chúng ta sẽ làm quen với câu 4. Cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên như sau. Đây, chúng ta quan sát bảng biến thiên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Câu A là trên khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Câu B là trên khoảng từ 0 đến 1. Và câu C là trên khoảng từ -2 đến 3. Câu D là từ âm vô cùng đến 0. Vậy thì để giải quyết được bài tập dạng này, chúng ta sẽ phải xem kỹ bảng biến thiên. Đây, bảng biến thiên của chúng ta. Và xem bảng biến thiên này, chúng ta quan sát này. Các khoảng của x này là từ âm vô cùng đến âm 1 này, từ âm 1 đến 0 này, từ 0 đến 1 và từ 1 đến dương vô cùng. Và y phẩy ở đây chính là đạo hàm của hàm số y bằng fx mà người ta đã cho ở đây. Và người ta cho xét dấu này, trên từng khoảng này, dấu trên từng khoảng. Và từ dấu của y phẩy này chúng ta có thể làm cái gì nhỉ? À, chúng ta có thể vẽ được, xác định được chiều biến thiên của hàm số y. Chiều biến thiên của hàm số y. Và chúng ta biết này, âm này, âm thì đi xuống này, dương thì đi lên này. Đây, âm thì lại đi xuống và dương thì đi lên này. Cách vẽ bảng biến thiên thì chắc chắn là chúng ta nắm được rồi đúng không? Từ học từ chắc là lớp 10 cũng có bảng biến thiên rồi. Đấy. Âm thì là đi xuống, dương thì là đi lên. Vậy thì bây giờ chúng ta quan sát này. Ta đã biết ngay kiến thức chúng ta học ở bài 2, đó là nếu mà có hàm số y bằng fx và ta có f'x mà lớn hơn hoặc bằng 0, hay nói cách khác là hàm số này là dương, lớn hơn 0 luôn đi, thì cái anh fx của chúng ta, cái anh fx của chúng ta sẽ phải là đồng biến đúng không? Đồng biến trên cái khoảng đó. Còn nếu mà cái anh f'x này, cái anh đạo hàm này nhỏ hơn 0 thì cái anh fx của chúng ta là sẽ như nào? À, là sẽ nghịch biến trên cái khoảng mà mình đang xét đúng không? Đấy, nghịch biến trên cái khoảng mà mình đang xét. Vậy thì nhìn ngay vào bảng biến thiên ở đây thì chúng ta biết ngay được hàm số đồng biến khi nào chưa nhỉ? À, chúng ta sẽ biết ngay là hàm số sẽ đồng biến trong hai cái khoảng mà nó dương như này. Trong hai cái khoảng mà cái anh y phẩy hay là anh đạo hàm của hàm số này dương. Chính là hàm số này đồng biến trên từng khoảng là -1 đến 0 và từ 1 đến dương vô cùng. Nhớ là để trả lời thì phải là đồng biến trên từng khoảng xác định nhá. Chúng ta hay nhầm lẫn một chút, đó là gì? Là trả lời đồng biến trên một cái tập hợp. Là ví dụ như ở đây có hai khoảng thì các bạn thường nói là đồng biến trên cái khoảng hợp này. Cái điều này là không chính xác nhá. Cái điều này là không chính xác. Phải là đồng biến trên từng khoảng xác định. Và cái hàm số fx của chúng ta trong bài tập này là đồng biến trên từng khoảng, đó là
âm 1 đến 0 và phải dùng từ và, 1 đến dương vô cùng, đồng biến trên từng khoảng xác định. Bởi vì là trên từng cái khoảng này, cái đạo hàm của hàm số này là mang dấu cộng, đây là dương, là dương thì nó sẽ đồng biến trên từng cái khoảng này. Vậy thì bây giờ chọn đáp án có chọn được không? Có đúng không? Thấy ngay là cái anh đáp án A của chúng ta. Đây, trên khoảng từ 0 đến 1 thì mang dấu âm, là không phải đồng biến rồi, ta không chọn. Âm 2 đến 3, âm 2 đến 3, âm 2 nằm ở đây, 3 nằm ở đây. Trong khoảng này đến khoảng này thì nó liên tục đổi dấu cho nên là nó không đơn điệu. Đấy. Rồi trong khoảng từ âm vô cùng đến 0, từ đây, nó đổi dấu từ âm sang dương thì hiển nhiên nó cũng không thể là đồng biến được. Vậy đáp án của chúng ta ngay là đáp án câu A này. Bài này cũng là một bài mang mức độ không quá khó. Nhớ nhá, không quá khó, chúng ta sẽ phải giải quyết được bài tập này. Đấy. Rồi, đây là một bài về bảng biến thiên. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một bài mà người ta cho trước là đồ thị. Câu 5. Hình dưới là đồ thị của hàm số y bằng f'x. Y bằng f'x nhá, chú ý nhá. Người ta cho đồ thị của hàm số y bằng f'x chứ không phải cho đồ thị của hàm số y bằng f(x). Bây giờ người ta mới hỏi là cái hàm số y bằng f(x) này đồng biến trên khoảng nào thì đây. Bốn đáp án người ta cũng cho là các khoảng như này. Vậy thì bây giờ đối với bài tập dạng này, người ta gọi là bài tập dạng là đọc đồ thị. Đọc đồ thị có nghĩa là mình quan sát đồ thị mà người ta cho cùng với các dữ kiện của đề bài để mình giải quyết cái bài tập này. Và đây là bài tập ở mức độ thông hiểu thôi, không quá khó khăn đâu. Nhưng mà nhiều bạn thì lại không nắm được cái vấn đề này, bởi vì nhìn với đồ thị thấy lạ lạ, không quen mà. Bình thường thì mình giải toán thì mình không để ý đến hình vẽ mấy. Nhưng mà nhớ là ở lớp 12 này mình sẽ phải nhớ được dáng điệu của đồ thị của từng loại hàm số để giải quyết cho mình nhanh hơn trong các bài tập trắc nghiệm nhá. Đây. Vậy thì yêu cầu của bài này lại là một câu đồng biến tiếp. Vậy thì mình lại cứ nhớ lại là hàm số mà muốn đồng biến ấy thì cái anh f'x của chúng ta hay là cái anh đạo hàm của hàm số đã cho này thì phải luôn lớn hơn hoặc bằng 0 đúng không? Thì nó mới đồng biến được đúng không? Nghĩa là để có anh này thì anh f'x của chúng ta sẽ phải lớn hơn bằng 0 với mặt x thuộc cái tập. Cái tập gì? Cái tập mà chúng ta đang xét đúng không? Chính là cái khoảng hay là cái đoạn này. Đấy. Vậy thì bây giờ mình quan sát đồ thị hàm số này. Đây là đồ thị của hàm số f'x, y bằng f'x. Thì chúng ta thấy này, đây, đường cong như này, một đường cong như này. Và từ đây, từ cái đoạn 2 đến ra ngoài này là dương vô cùng đúng không? Là hàm số của chúng ta là đi lên như thế này. Đi lên, đi từ bên này là bên gì? Bên phải, bên trái, còn bên phải và đi lên. Và như nào? Đây, cái anh không của chúng ta ở đây. Cái hàm số y của chúng ta ở đây, giá trị ở bên phía trên này là nó phải như nào nhỉ? À, phải lớn hơn không? Nguyên cái mảnh đồ thị này, nguyên cái nhánh này. Nhánh nhá, chúng ta gọi là nhánh nhá, không phải là mảnh giấy nhá. Nãy là nói quen quá, cứ nói mảnh. Nguyên cái nhánh đồ thị này, từ cái anh 2 đến cái anh dương vô cùng, x mà chạy từ 2 đến dương vô cùng đúng không? Cái nhánh đồ thị của chúng ta nằm hoàn toàn ở bên phía trên trục hoành. Mà nằm hoàn toàn phía trên trục hoành thì hiển nhiên là cái giá trị của phần trên này nó sẽ phải là lớn hơn 0 đúng không? Hay là cái anh y ở đây lớn hơn 0 đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ biết ngay được là trong khoảng từ 2 đến dương vô cùng, x thuộc khoảng từ 2 đến dương vô cùng, thì cái anh f'x của chúng ta sẽ luôn lớn hơn 0, luôn lớn hơn 0 đúng không? Hay là luôn dương, bởi vì cái nhánh này nó nằm hoàn toàn phía trên trục hoành mà. Vậy thì cái khoảng đồng biến của chúng ta là khoảng từ 2 đến dương vô cùng đúng không? Vì cái anh nhánh này luôn dương. Vậy thì đáp án của chúng ta là đáp án C. Đấy, là đáp án C. Giải thích các đáp án còn lại không được này. Bởi vì từ anh 0 đến anh 1 ấy, x thuộc từ 0 đến 1 ấy, thì đồ thị của chúng ta là đoạn này đúng không? Là nhánh này đúng không? Mà nhánh này thì nằm phía dưới trục hoành, thì là f' của chúng ta ở đây là sẽ nhỏ hơn 0. Nhỏ hơn 0 thì nó không thể đồng biến được, nó phải lớn hơn 0 thì nó mới đồng biến được.
mà chỉ có trong cái khoảng từ 2 đến dương vô cùng thì nhánh đô thị của chúng ta mới nằm hoàn toàn phía trên trục vành, thì chúng ta mới có thể đồng biến được, đúng không? Vậy thì hàm số y bằng fx của chúng ta đồng biến trên khoảng 2 đến dương vô cùng, do f'x từ trên khoảng từ 2 đến dương vô cùng là dương. Đấy, giải quyết xong câu 5. Tiếp theo chúng ta cùng làm quen với câu 6. Ở câu 6 này người ta cho cụ thể hàm số của mình ở dạng nào? Và đây là hàm số bậc mấy nhỉ? À, bậc 4, hàm đa thức bậc 4. Y bằng 2x mũ 4 cộng 1 đồng biến trên khoảng nào? A là từ 0 đến dương vô cùng, B là từ âm 1/2 đến dương vô cùng, C là từ âm vô cùng đến âm 1/2 và D là từ âm vô cùng đến 0. Vậy thì để biết được hàm số người ta cho cụ thể đồng biến trên khoảng nào hay là nghịch biến trên khoảng nào thì chúng ta chú ý này, làm theo từng bước giúp cô. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ đi làm cái gì nhỉ? À, bước đầu tiên là chúng ta quan sát xem tập xác định của hàm số này là gì. Vậy thì hàm số này là hàm đa thức thì biết ngay tập xác định của nó là D bằng R, đúng không? Đấy, tập xác định là R, có nghĩa là hàm số này xác định với mọi x thuộc R. Bước thứ hai chúng ta làm gì? Bước thứ hai chúng ta đi tính cái anh y phẩy. Bởi vì ta sử dụng đạo hàm để ta đi giải quyết cái sự đồng biến nghịch biến mà. Ta đi xét sự đồng biến nghịch biến của hàm số thì ta sẽ phải biết được đạo hàm của hàm số này bằng bao nhiêu, đúng không? Mà tính anh y phẩy thì đơn giản thôi. Nhớ lại lớp 11 học cái gì? Đạo hàm rồi, quen lầu lầu. X mũ alpha, hàm đa thức đúng không? X mũ alpha tất cả phẩy, có nghĩa là đạo hàm của x mũ alpha thì bằng alpha nhân với x mũ alpha trừ 1. Đấy, kéo cái anh số mũ này xuống rồi hạ cái số mũ đi xuống một đơn vị là xong. Vậy thì đây, ta sẽ sử dụng cái anh này, 2x mũ 4 cộng 1 tất cả phẩy này, y phẩy bằng 2x mũ 4 cộng 1 tất cả phẩy này. Đây là bài tập cơ bản ở lớp 11. Bạn nào mà quên ấy thì nhanh chóng xem lại bảng đạo hàm cơ bản ở lớp 11 nhá. Đây, thì đạo hàm của tổng thì bằng tổng các đạo hàm. Thì đạo hàm của tổng này thì sẽ bằng 2x mũ 4 đạo hàm lấy đạo hàm cộng với 1 lấy đạo hàm. Thì 2x mũ 4 lấy đạo hàm này thì nó sẽ là bằng 2 này nhân với 4 này, hạ số mũ xuống đúng không? Cái hằng số này thì ta giữ nguyên này. Nhân với x mũ 4 trừ 1 là x mũ 3 đúng không? Cộng với 1 phẩy, đạo hàm của một hằng số thì là bằng 0. Thì cộng 0 thì ta không cộng nữa đúng không? Có nghĩa là ở đây y phẩy của chúng ta sẽ bằng 8x mũ 3. Y phẩy bằng 8x mũ 3. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải quyết này. Là muốn cái anh này biết nó đồng biến hay không? Đồng biến đúng không? Thì anh y phẩy của chúng ta sẽ phải lớn hơn 0. Lớn hơn 0 đúng không? Nó đồng biến thì nó phải là lớn hơn 0 đúng không? Có nghĩa là cái anh 8x mũ 3 này nó sẽ phải lớn hơn 0 với mọi x thuộc R đúng không? Lớn hơn 0 với mọi x thuộc R này, với mọi x thuộc cái khoảng xác định ở đó này. Mà cái anh 8x lập này mà muốn lớn hơn 0 thì chúng ta giải cái bất phương trình này thôi. Thì biết là 8 thì luôn lớn hơn 0 rồi, thì x lập mà muốn lớn hơn 0 nữa, đây, 8 lớn hơn 0 rồi, tích này thì cái anh x lập phải lớn hơn 0. Mà x lập muốn lớn hơn 0 thì hiển nhiên là anh x của chúng ta sẽ phải lớn hơn 0 rồi. Nhớ ở đây nhá, nhớ ở đây là số mũ là số mũ lẻ, số mũ lẻ, cho nên là cái anh cơ số này phải lớn hơn 0 thì cái lũy thừa này mới lớn hơn 0 được. Vậy thì có nghĩa là gì nhỉ? Với mọi x lớn hơn 0 thì hàm số đã cho của chúng ta đồng biến. Hay nói cách khác là hàm số sẽ đồng biến trên khoảng, đó chính là từ 0 đến dương vô cùng, đúng không? Từ 0 đến dương vô cùng để đảm bảo là cái anh y phẩy của chúng ta là lớn hơn 0. Đấy, vậy thì đáp án ở bài này chính là đáp án A, đúng không? Đấy, hàm số đã cho đồng biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Và chúng ta chỉ cần áp dụng các bước đơn giản để giải quyết bài tập thôi. Nhớ là đồng biến thì cái gì? Thì cái đạo hàm của nó trên cái khoảng đấy sẽ phải là dương. Đấy, rồi ok, tiếp tục ta đến với câu 7 này. Câu 7, người ta cũng cho một hàm số cụ thể là
cho hàm số y bằng x lập trừ đi 3x bình cộng 5, mệnh đề nào dưới đây là đúng? Câu A là hàm số nghịch biến trên khoảng từ âm vô cùng đến 0. Câu B là hàm số đồng biến trên khoảng từ 0 đến 2. Và câu C là hàm số nghịch biến trên khoảng từ 2 đến dương vô cùng. Và câu D là hàm số nghịch biến trên khoảng từ 0 đến 2. Vậy thì ở bài tập này thì chúng ta sẽ phải đi xét sự đồng biến và nghịch biến của hàm số đã cho, đúng không? Và cũng làm tương tự thôi, câu 6 thôi, làm tương tự câu 6 thôi. Bây giờ, đây, bước đầu tiên thì ta cũng sẽ đi tìm tập xác định này. Và hiển nhiên đây cũng là một hàm đa thức, cho nên tập xác định của nó là D bằng R. Xác định với mọi x thuộc R. Tiếp theo là mình đi tính cái anh y phẩy này. Đây là hàm đa thức thôi, thì tính y phẩy rất là đơn giản. Cô nhắc trên rồi đúng không? Đấy, x lập cộng 3x bình cộng 5 tất cả phẩy này. Đạo hàm của tổng hay là của hiệu thì bằng tổng hay là bằng hiệu của các đạo hàm này, thì sẽ bằng là x mũ 3 tất cả phẩy này. Thì đạo hàm của x mũ 3 sẽ chính là 3x mũ 2 này, trừ đi 3 lần x mũ 2 đạo hàm. Thì đưa cái anh 2 xuống thì 3 x 2 sẽ bằng 6 này, trừ đi 1 đơn vị ở số mũ thì sẽ còn là 6x này. 5 đạo hàm thì là 0 rồi, ta không viết nữa. Vậy thì đạo hàm ở đây của chúng ta sẽ tính ra ngay được là 3x bình trừ 6x, đúng không? 3x bình trừ 6x. Và đối với bài này, ta chưa biết được là xét đồng biến hay nghịch biến, thì ta sẽ đi xét cái dấu của cái anh y phẩy này. Xét dấu của anh y phẩy này. Mà để xét được dấu của anh y phẩy này thì chúng ta sẽ đi giải cái phương trình là y phẩy bằng 0. Y phẩy bằng 0 thì tương đương với 3x bình trừ 6x sẽ bằng 0. Ta sẽ giải ra x này. X của chúng ta sẽ tương đương với là gì? Đây, đưa ra này, 3x nhân với x trừ 2 đúng không? Bằng 0. Thấy ngay là x của chúng ta sẽ bằng 2 hoặc là x bằng 0. Đấy, x bằng 2 hoặc x bằng 0. Thì y phẩy của chúng ta sẽ là bằng 0 đúng không? Và chúng ta sẽ xét dấu này, xét dấu cái anh y phẩy này. Xét dấu cái anh y phẩy này. Thì xét dấu đơn giản đúng không? Tam bậc 2, tam thức bậc 2 đúng không? Đây, vẽ làm cái đơn giản như này. Thì trong trái ngoài cùng đúng không? Đây, 0 này, 2 này, từ 0, 2 này. Ngoài này là âm vô cùng này, ngoài này là dương vô cùng này. Đấy, bằng 0 tại hai giá trị là 0 và 2 này. Trong trái ngoài cùng là gì? Trong là trái dấu với cái hệ số của x bình này. Đây, 3, 3 là lớn 0. Thì trong trái là trong phải là âm, bởi vì 3 là dương. Vậy thì ngoài cùng là ngoài dương này. Đấy, cái khái niệm trong trái ngoài cùng thì chắc được học từ lớp 7 đối với việc xét dấu các bài toán nâng cao đúng không? Đây, vậy thì chúng ta đã xét được dấu của y phẩy chưa? À, xét được dấu của y phẩy rồi. Có nghĩa là y phẩy sẽ dương. Y phẩy sẽ dương ở trong các cái khoảng, dương ở trên các cái khoảng là từ âm vô cùng đến 0 này. Và từ 2 đến dương vô cùng đúng không? Âm vô cùng đến 0 và từ 2 đến dương vô cùng. Thì là anh y phẩy của chúng ta lớn 0. Còn anh y phẩy của chúng ta nhỏ hơn 0. Nhỏ hơn 0 nhá. Trên cái khoảng từ 0 đến 2 đúng không? Mà nhỏ hơn 0 thì trên khoảng này nó sẽ là nghịch biến này. Còn lớn hơn 0 thì trên từng cái khoảng này nó sẽ là đồng biến này. Vậy thì bây giờ soi lại cái đáp án của chúng ta này. Câu A là hàm số nghịch biến trên khoảng từ âm vô cùng đến 0. Điều này có đúng không? À, không đúng, nó chỉ nghịch biến trên khoảng từ 0 đến 2 thôi. Loại đáp án A này. Tiếp theo là hàm số đồng biến trên khoảng 0 đến 2. Trên khoảng 0 đến 2 thì nó nghịch biến, nó không thể đồng biến được. Loại đáp án B tiếp này. Tiếp theo đáp án C, hàm số nghịch biến trên khoảng từ 2 đến dương vô cùng. 2 đến dương vô cùng, đồng biến mà, nghịch biến ở đâu ra? Y phẩy của nó dương mà, đúng không? Loại tiếp. Vậy thì loại 3 đáp án đầu thì chắc chắn đáp án còn lại là đáp án đúng rồi đúng không? Ta khoanh đáp án D. Và hiển nhiên là hàm số sẽ nghịch biến trên khoảng từ 0 đến 2. Ta vừa xét dấu được y phẩy và vừa giải quyết được vấn đề của bài này. Không khó khăn. Đây cũng là một bài tập ở mức độ thông hiểu cơ bản thôi. Không quá phức tạp, chưa đến mức phức tạp đâu nhá. Đấy. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến với câu 8 này. Câu 8 là người ta không cho một hàm số cụ thể nữa. Không cho một hàm số cụ thể nhá. Mà người ta cho một cái hàm số fx bất kỳ. Và cho hàm số này nghịch biến và có đạo hàm trên cái khoảng từ âm 5 đến 5. Hàm số vừa nghịch biến này, vừa có đạo hàm trên khoảng từ âm 5 đến 5 này.
Và khi đó thì người ta yêu cầu so sánh là F3 với 0, F phẩy của 0 với 0 này, F phẩy, đúng rồi, đây, dưới cái này là bé hơn hoặc bằng này, lớn hơn và bằng này, F phẩy của 0 có nghĩa là đạo hàm tại điểm x bằng 0, đạo hàm của hàm số tại điểm, ta đi so sánh với anh 0 này. Vậy thì ở bài tập này mình sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, đây, mình nghiên cứu kỹ lại đề một chút, đó là người ta cho ba cái ý này mình phải nắm được, là nghịch biến này, có đạo hàm này, và trên cái khoảng từ âm 5 đến 5 này này. Vậy thì chúng ta biết ngay là nếu cái hàm số fx mà nghịch biến, cô viết tắt nhá, nghịch biến trên khoảng từ âm 5 đến 5 thì nó như thế nào nhỉ? À, thì có đạo hàm là f'x, đạo hàm của hàm số này, có đạo hàm mà đúng không? Thì cái hàm số này nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc cái đoạn, thuộc cái khoảng từ âm 5 đến 5 đúng không? Đấy, có đạo hàm trên cái khoảng này và nghịch biến thì nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 0. Ở đây chúng ta hay thắc mắc ở một chút ở cái dấu bằng ở đây này. Khi thì thấy cô viết là lớn hơn thôi, khi thì thấy cô viết nhỏ hơn thôi, và khi thì thấy cô viết là lớn hơn hoặc bằng, và khi thì thấy cô viết là nhỏ hơn hoặc bằng. Thì ở đây lớn hơn thì nó cũng được, lớn hơn hoặc bằng cũng được, tùy vào từng bài nhé. Tùy vào từng bài yêu cầu lấy dấu bằng hay không thì chúng ta sẽ lấy cái dấu đấy, đúng không? Đấy, như thế nào cũng được thôi, không khó khăn. Và luôn nhớ là f'x của chúng ta là lớn hơn 0 hoặc lớn hơn hoặc bằng 0 thì nó đều là đồng biến. Bởi vì mình chỉ xét trên cái khoảng thôi mà, mình xét trên cái khoảng của x chứ không lấy tại cái đầu mút này, chưa xét tại cái đầu mút. Cho nên là lớn hơn 0 hay lớn hơn hoặc bằng 0 thì đều là đồng biến, hoặc là nhỏ hơn hoặc nhỏ hơn bằng 0 thì đều là nghịch biến. Đấy, chúng ta nắm kỹ cái này này. Cái dấu hoặc bằng này này là cái phần mở rộng, cái phần mở rộng đối với cái sự xét tính đơn điệu của hàm số của chúng ta. Rồi, ok, ta quay trở lại cái bài này này. Vậy thì đây, đây, cái hàm số của chúng ta là có f'x nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc khoảng từ âm 5 đến 5, đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta thấy ngay là đáp án đúng là đáp án nào? À, đáp án B đây đúng không? Người ta cho là F3, so sánh F3 với 0, ta không hề có hàm số F3, ta cũng chỉ biết là 3 thuộc cái khoảng này thôi. Nhưng mà ta không biết là 0 là giá trị của hàm số tại cái điểm x nào, cho nên là ta không thể so sánh được. Ta không thể so sánh được, không đủ dữ kiện để so sánh F3 với 0 này, mà ta chỉ so sánh được F'x với 0, và thấy ngay là F'x nhỏ hơn hoặc bằng 0 do cái hàm số này nghịch biến trên cái khoảng này. Vậy thì câu 8 cũng rất là đơn giản, đúng không? Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu 9. Cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên như sau. Đây, bảng biến thiên đây. Khẳng định nào sau đây đúng? Câu A là hàm số nghịch biến trên khoảng từ âm vô cùng đến 2. Câu B là hàm số nghịch biến trên khoảng từ âm 2 đến 0. Câu C là fx lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Và câu D là hàm số đồng biến trên khoảng từ 0 đến 3. Vậy thì bây giờ bài này mình sẽ làm như nào? Làm như nào nhỉ? À, đây, bài này thì có khác gì cái bài 4 lúc nãy ta làm không? Không khác cho lắm. Nhưng chỉ có vị là các đáp án ở đây nó khác thôi, đúng không? Cái yêu cầu của người ta là khác thôi. Còn vẫn là cái dạng mà cho bảng biến thiên, và mình đi đọc cái bảng biến thiên này để chọn được cái khẳng định đúng. Và nhớ này, đọc kỹ đề này là chọn khẳng định đúng, nhớ chưa? Đây, rồi, câu đầu tiên này, bây giờ ta xét từng đáp án này. Hàm số nghịch biến trên âm vô cùng đến 2. Vậy thì nếu mà muốn nghịch biến trên khoảng này thì y phẩy đúng không? Là đạo hàm của hàm số đã cho ấy, sẽ phải âm ở trên cái khoảng này đúng không? Mà chúng ta soi ở trên bảng biến thiên này, từ âm vô cùng đến 2. Đây, đến 2, 2 tận đây. Đây. Vậy thì cái anh y phẩy của chúng ta liên tục đổi dấu từ âm sang dương rồi lại sang âm này, liên tục đổi dấu như thế thì có nghịch biến được trên cái khoảng này không? À, hiển nhiên là không rồi. Nó muốn nghịch biến hay là đồng biến hay là
đơn điệu, tính đơn điệu của hàm số, ta nói kỹ là đơn điệu của hàm số ấy, thì nó phải là cùng dấu, nó phải không thay đổi dấu trong cái khoảng đấy. Mà trong cái khoảng từ âm vô cùng đến 2 thì nó liên tục đổi dấu như này, thì hiển nhiên là nó không thể nghịch biến rồi. Cho nên câu A là câu sai, ta loại này. Tiếp theo câu B, hàm số nghịch biến trên khoảng từ âm 2 đến 0. Âm 2 đến 0 là khoảng này. Đây, vậy thì ta xét xem y phẩy của nó là gì. À, y phẩy đây, y phẩy mang dấu cộng, có nghĩa là y phẩy trên cái đoạn này, trên cái khoảng này là gì? À, là mang dấu dương. Mang dấu dương thì làm sao mà nó nghịch biến được, đúng không? Đạo hàm mà dương thì nó phải là đồng biến. Vậy nghịch biến này là sai rồi, sai đúng không? Đấy, vậy thì loại luôn câu B này. Tiếp theo câu C. Câu C là fx luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Vậy thì ta quan sát nha, fx này chính là cái anh này này, ta cần quan sát ở đây này. Y bằng fx mà, thì ta phải quan sát ở cái chiều biến thiên này này. Đây, trên từng khoảng từ âm vô cùng đến âm 2 này, thì điểm thấp nhất ở đây là 0 này. Tiếp theo, đây, nhìn thấy, ta thấy ngay ở đây, thấy ngay là giá trị thấp nhất của y trên cái bảng biến thiên này là 0. Điểm thấp nhất ở đây đúng không? Điểm bên dưới này, đây, cao nhất là trên dương vô cùng này, dương vô cùng này, 0 này, 0 là điểm thấp nhất đúng không? Vậy thì chứng tỏ ngay là fx của chúng ta là lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R đúng không? Bởi vì trên từ âm vô cùng đến dương vô cùng ở đây, canh y của chúng ta thấp nhất chỉ có bằng 0 thôi. Vậy thì hiển nhiên là nó phải có giá trị là lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R đúng không? Hay là với mọi x thuộc từ âm vô cùng đến dương vô cùng đúng không? Đấy, vậy thì câu C này như thế nào? À, câu C này đúng, ta chọn đáp án C này. Đấy, câu C chính xác. Hoặc là nếu bạn nào mà thấy nghi ngờ về câu C này, thì hoặc là bạn nào mà không đọc được cái đoạn này ấy, thì chúng ta có thể đọc câu D này, là hàm số đồng biến trên khoảng từ 0 đến 3. Đây, 3 thì nó sẽ phải lớn hơn 2 đúng không? Thì 3 nó sẽ nằm ở đâu đây? Trên khoảng từ 0 đến 3, y phẩy của chúng ta, cái đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương, sang bên này là dương rồi, ngoài 2 là dương rồi. Cho nên là nó đổi dấu, mà nó đổi dấu thì nó không thể nào mà đồng biến được đúng không? Đấy, nó phải là mang cùng một dấu, hoặc là âm hoặc là dương. Nếu dương là đồng biến, còn nếu âm là nghịch biến. Đấy là cái tính đơn điệu của hàm số. Thì ta biết ngay là câu D sai, thì chỉ còn lại câu C thôi là đúng đúng không? Đấy, vậy câu 9 cũng giải quyết một cách đơn giản, không khó khăn. Đối với 9 bài đầu tiên thì cô chỉ đưa ra ở mức độ nhận biết và thông hiểu để chúng ta nắm vững được kiến thức về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số, về cái cách mà chúng ta ứng dụng đạo hàm để giải quyết vấn đề này. Bây giờ đến với một bài tập khó hơn, là một bài tập cuối cùng của buổi học ngày hôm nay này, là bài 10. Thường thì cô sẽ để bài 10 này ở mức độ vận dụng, tùy theo từng phần là vận dụng thấp hoặc là vận dụng cao. Thì đối với chuỗi video bài giảng của cô, chuỗi này thì cô chỉ cung cấp đến cho chúng ta các bài giảng ở mức độ cơ bản để tất cả các em có thể nắm kỹ được các vấn đề, từ cơ bản chúng ta mới đi lên nâng cao. Đấy, rồi ok, quay trở lại với bài 10 này. Đề bài yêu cầu là tìm các giá trị của tham số m sao cho hàm số y bằng trừ x lập trừ x bình cộng với mx cộng 1 nghịch biến trên R. Nhìn thôi thấy ngay cái anh m này, cứ nhắc đến tham số là thường là chúng ta nghĩ ôi không, ôi no, bài này khó, thôi bỏ. Bỏ là bỏ thế nào? Khó là khó thế nào? Không phải bài nào khó cũng bỏ nhá. Tùy vào từng bài, nếu mà thuộc dạng khó nhưng chúng ta làm quen rồi, chúng ta biết rồi thì chúng ta vẫn làm. Bài dễ thì chúng ta hiển nhiên là phải làm đúng rồi, nhưng bài khó nhưng mà thuộc dạng quen thì chúng ta vẫn phải làm. Đấy, chỉ có câu nào mà chúng ta không hề quen, chưa hề gặp ấy, thì chúng ta mới tạm thời để đó suy nghĩ sau. Còn câu nào mà cứ quen rồi ấy, thì chúng ta làm thôi. Và cái phần này cũng chỉ là cái anh nghịch biến đơn giản thôi. Người ta cho cái hàm số ở đây rồi đúng không? Cho cái hàm số ở đây rồi, thì bây giờ mình muốn tìm cái tham số m để biết được cái hàm số này nghịch biến, thì chúng ta cứ làm lần lượt thôi. Ta cứ làm lần lượt, bước đầu tiên là tập xác định này. Tham số m này nó không ảnh hưởng đến tập xác định của hàm số đã cho.
và biết ngay đây là một cái hàm đa thức bậc 3 thì hiển nhiên tập xác định của nó là R rồi. Hàm số sẽ xác định với mọi x thuộc R. Vậy thì bây giờ bước thứ hai là chúng ta cũng làm gì nhỉ? À, phần này là ứng dụng đạo hàm. Ứng dụng đạo hàm để giải quyết thì ta phải đi tính cái đạo hàm thôi. Đây, y phẩy trừ x mũ 3 trừ x mũ 2 cộng mx cộng 1 tất cả phẩy. Tính đạo hàm của anh này thì có dễ không? Dễ chứ, sao không dễ được đúng không? Lớp 11, cơ bản nhất của lớp 11, cô chưa hề đưa cái hàm nào phức tạp từ nãy đến giờ đúng không? Đây, trừ này, hạ 3 xuống này, giảm xuống mũ này, trừ 3 x mũ 2 này, đạo hàm của tổng của hiệu thì bằng tổng bằng hiệu các đạo hàm này. Đấy, trừ tiếp này, 2x đúng không? Đấy, cái anh mx này đạo hàm lên thì còn m thôi. Đấy, cộng m. Anh một đạo hàm thì còn không, ta không viết nữa. Đấy, vậy ta tính được đạo hàm của hàm số này rồi. Mà muốn cái hàm số này nghịch biến trên R. Nghịch biến trên R đúng không? Có nghĩa là nghịch biến trên tập xác định của nó ấy. Thì phải làm thế nào nhỉ? Khi nào thì nó nghịch biến nhỉ? À, nó muốn nghịch biến trên R thì sao? À, thì cái anh đạo hàm của hàm số này phải là âm trên R đúng không? Đấy, vậy thì hàm số đã cho này, hàm số đã cho nghịch biến trên R. Nghịch, học từ nãy đến giờ rồi, nghịch biến thì phải như thế nào, mà đồng biến thì phải như thế nào thì chúng ta phải nắm được đúng không? Nghịch biến trên R. Khi và chỉ khi y phẩy của chúng ta sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R đúng không? Đấy. Đấy, vậy thì cái anh này sẽ tương đương với là trừ 3x bình trừ 2x cộng m sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc tập số thực R. Và đến đây rồi, đến đây nhá, đến cái bước này nhá. Thì nó thuộc phần nào rồi? À, nó thuộc phần tam thức bậc 2 mà chúng ta học ở lớp 10. Lớp 10 học cái này rồi. Nhớ lại hả? Nhớ lại một chút nhá. Một tam thức bậc 2 mà muốn gì nhỉ? À, muốn nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Hay là ta nói ta xét cái hàm này đi. Hàm hx này, hàm hx, hàm bậc 2 hx này muốn nhỏ hơn bằng 0 với mọi x của R thì điều này sẽ phải tương đương với đầu tiên là cái hệ số A của cái anh x bình này phải nhỏ hơn 0 đúng không? Mà cái điều này là âm 3 nhỏ hơn 0. Cái điều này có đúng hiển nhiên không? Hiển nhiên đúng chứ. Một số âm thì hiển nhiên là nhỏ hơn 0 rồi. Và tiếp theo là delta. Cái biệt thức delta của cái tam thức này sẽ phải là gì nhỉ? À, sẽ phải là nhỏ hơn hoặc bằng 0. Hay cụ thể đối với bài tập này, cái anh ở đây, cái anh B của chúng ta là bằng 2 thì chia hết cho 2, cho nên chúng ta xét cái anh delta phẩy. Đấy. Vậy thì hàm cái anh y phẩy của chúng ta nhỏ hơn bằng 0 với mọi x thuộc R thì tương đương với điều này. Bây giờ chúng ta đi tính delta phẩy nhá. Đây, tương đương này. Cái điều thứ nhất là luôn đúng rồi này, bởi vì âm 3 nhỏ hơn 0 luôn đúng rồi, ta không biết nữa. Cái delta phẩy của chúng ta thì bằng bao nhiêu? Delta phẩy này, B bình trừ đi 4AC là delta, còn delta phẩy là B phẩy bình trừ đi AC. B phẩy của chúng ta ở đây là âm 1 này, âm 1 tất cả bình, trừ đi A là âm 3 nhân C là M này, trừ đi âm 3 nhân M thì bằng là nhiêu? Âm 1 bình là 1 này, trừ với trừ là cộng này, là 1 cộng 3M. Cái anh này phải nhỏ hơn hoặc bằng 0. Mà anh này nhỏ hơn bằng 0 thì ta giải quyết như nào? À, bất phương trình bậc nhất 1 ẩn, học từ lớp 8 đúng không? Đấy, thì hiển nhiên là cái anh này muốn nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì anh M của chúng ta sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng âm 1 phần 3 với mọi x thuộc R đúng không? Đấy, vậy cái tham số M của chúng ta chỉ cần thỏa mãn yêu cầu là nhỏ hơn âm 1 phần 3 thì hàm số đã cho nghịch biến trên R. Bởi vì khi đó ấy, là cái đạo hàm của hàm số đã cho nhỏ hơn bằng 0 với mọi x thuộc R, hiển nhiên là nó phải nghịch biến đúng không? Đấy, nắm vững lý thuyết là ta giải quyết được bài toán này. Kết luận ngay. Vậy M
nhỏ hơn âm 1/3 thì thỏa mãn yêu cầu bài toán. Đấy, đấy là trình bày tự luận này. Còn trắc nghiệm thì chúng ta nhẩm một chút là chúng ta sẽ chọn ngay được đáp án gì? Đáp án B đúng không? Nhỏ hơn hoặc bằng âm 1/3. Chú ý cái phần này giúp cô nhá. Đây, điều kiện xác định này, này, rồi đến tìm đạo hàm này. Tìm đạo hàm xong rồi xem coi yêu cầu của đề bài là yêu cầu mình làm cái gì, thì dựa trên yêu cầu của đề bài và lý thuyết mình đã học để giải quyết bài toán đấy. Ở câu 10 này, nói là mang mức độ vận dụng một chút là một bài tập sao, nhưng mà nó chỉ mới mức độ là vận dụng thấp thấp thôi, chưa phải là vận dụng thật cao. Và hiện tại thì cô chỉ mới cung cấp cho chúng ta cái dạng này để chúng ta nắm thật vững cơ bản. Chúng ta phải luyện tập nắm vững cơ bản rồi mới phát triển nâng cao đúng không? Đấy, rồi. Vậy thì kết thúc buổi học ngày hôm nay tại bài 10 nhá. Và nếu em nào còn gì thắc mắc về cái phần này, cái phần sự đồng biến, nghịch biến của hàm số này, đấy, rồi về 10 bài tập mà cô đã cung cấp cho chúng ta, thì chúng ta có thể comment xuống để hỏi cô và cô sẽ giải đáp cho chúng ta. Đấy, còn nếu mà bạn nào không thắc mắc thì có thể là dừng cái video của cô mỗi khi mà cô trước khi cô chữa bài này, rồi làm đi làm lại những cái bài này cho quen đi. Và chắc chắn, cô nói chắc chắn rằng là những cái bài tập dạng này kiểu gì cũng sẽ xuất hiện trong đề thi của chúng ta. Đấy, nắm thật kỹ, học thật kỹ từng bài một thì cái việc áp lực thi cử của chúng ta sẽ không còn là quá lớn nữa. Rồi, ok, buổi học ngày hôm nay của cô xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong các buổi học sau. Xin chào. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.